Xin chào anh em nha. Khi mà nhìn vào cái thiết kế mới của chiếc All New Hyundai Elantra này thì thực sự nó tạo được cái dấu ấn mạnh với tôi. Chúng ta sẽ cùng ngắm nghía một chút sự thay đổi tuyệt vời của chiếc Hyundai Elantra 2022 này. Trước khi cùng xem xe bắt đầu phân tích sự thay đổi. Một vài hình ảnh vừa xong có cho anh em thấy được cái cảm nhận mới gì không? Với mình thì cảm nhận ngay được là chiếc xe này được làm to hơn. Với mẫu xe cũ thì chiều dài tổng thể là 4m620, thuộc dạng là ngắn nhất phân khúc hạng C, kém xa chiếc Mazda 3 với chiều dài là 4m660. Chiếc Mazda 3 hiện tại tại thời điểm này nó có thể coi là chiếc xe có chiều dài tổng thể lớn nhất phân khúc hạng C. Anh em chỉ nhìn thấy nó chênh vài cm thôi nhé. Nhưng cái cảm nhận phản hồi lại thì nó rất đàn anh. Thời thế đã thay đổi rồi, chiếc Hyundai Elantra 2022 này nếu được ra mắt tại thị trường Việt Nam thì nó sẽ trở thành chiếc xe dài nhất phân khúc hạng C là 4m675. Chưa kể chiều ngang của nó được làm rộng hơn luôn. So với các mẫu xe hạng C hiện tại đang bán tại thị trường Việt Nam thì không có xe nào vượt qua được 1m8. Nhưng chiếc Hyundai New Elantra này có chiều ngang lên tới là 1m825. Sự bề thế và vượt tầm phân khúc đã được cải thiện rõ rệt. Chưa kể đến trục cơ sở phiên bản cũ có chiều dài là 2m7. Thì cũng được nhích lên 2cm là 2m72. 2cm cũng đủ làm cái cảm giác ngồi bên trong thoải mái hơn rất nhiều. Hộp số được thay đổi. Sử dụng hộp số IVT giả lập 8 cấp. Ưu điểm của nó thì mình đã nói rất nhiều ở các video trước. Anh em có cơ sở gì để hy vọng hộp số này nó tốt hơn cái hộp số 6 cấp đang sử dụng tại thị trường Việt Nam không? Anh em tin mình đi, hoàn toàn có cơ sở nhé. Từ con Hyundai Kona mới cũng được chuyển từ hộp số 6 cấp lên hộp số IVT. Elantra mới cũng được thay luôn sang hộp số này. Thì chắc chắn không chỉ là nó ưu việt hơn cái hộp số CVT thông thường, mà nó còn phải có đặc tính gì để mà tốt hơn cái hộp số 6 cấp đang sử dụng. Chứ anh em đừng thấy cái hộp số IVT này nó tương tự như hộp số CVT mà né nhé. Động cơ của nó có phải là sự thay đổi không? Smart Stream G1.6. Cái tên thì mới thật, nhưng còn thông số về công suất cực đại và mô men xoắn cực đại thì nó cũng tương tự như cái phiên bản tại thị trường Việt Nam. Theo mình phán đoán thì động cơ này nó chỉ là tinh chỉnh một chút về bên trong và đổi tên thành Smart Stream, nghe cho nó mới. Cũng là một cách làm kinh doanh thôi. Hyundai Smart Sense, đây có lẽ là sự nâng cấp toàn diện nhất nếu cái phiên bản Elantra mới tại thị trường Việt Nam không bị cắt bỏ. Cái đáng nói trong cái gói Smart Sense của Hyundai này là nó không chỉ dừng lại ở mức cảnh báo như cảnh báo tiền va chạm này, cảnh báo điểm mù này, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, mà nó còn chủ động can thiệp vào hệ thống phanh hay là cái hệ thống vô lăng để giảm thiểu cái va chạm. Smart Cruise Control cũng được trang bị trên gói Hyundai Smart Sense thì nó cũng tương tự như cái Adaptive Cruise Control ở trên các cái dòng xe khác thôi. Ok anh em, phần chính, cơ bản những sự thay đổi thì nó là như vậy. Phần cuối video thì mình sẽ điểm qua cho anh em một vài trang bị và tiện ích trên xe trước khi kết thúc.